kiếp thứ bảy thứ tự lại có kiếp tên tập kiên cố vương cõi tên bảo tràng vương tất cả khéo phân bố có năm trăm chư phật xuất hiện ở trong đó ta cung kính cúng dường cầu vô ngại giải thoát thứ nhất công đức luân kế đó tịch tĩnh âm kế hiệu công đức hải kế hiệu nhật quang vương thứ năm công đức vương thứ sáu tu di tướng kế hiệu pháp tự tại kế phật công đức vương thứ chín phước tu di thứ mười quang minh vương các đức phật như vậy ta đều từng cúng dường hết thảy đạo thanh tịnh khắp vào hết không thừa mà nơi chỗ nhập môn chưa thể thành tự nhẫn kiếp thứ tám thứ tự lại có kiếp tên là diệu thắng vương cõi tên tịch tĩnh âm chúng sinh ít phiền não trong đó có phật hiện 80 na do tha, ta đều từng cúng dường, tu hành đạo tối thắng. Thứ nhất Phật hoa tụ, thứ hai Phật hải tạng, ba Phật công đức sanh, bốn Phật thiên vương kế, thứ năm ma ni tạng, thứ sáu chân kim sơn, thứ bảy bảo tụ tôn, thứ tám Phật pháp tràng, thứ chín Phật pháp tài, thứ mười Phật trí huệ. Mười Phật này thượng thủ, cúng dường không cùng tận. Kiếp thứ 9, thứ tự lại có kiếp, tên là Thiên Công Đức. Bấy giờ có thế giới, tên thiện hóa tràng đăng, 60 ức na do, chư Phật hiện ra đời. Một Phật tịch tĩnh tràng, hai Phật sa ma tha, thứ ba bách đăng vương, thứ tư tịch tĩnh quang, thứ năm vân mật âm, thứ sáu nhiệt đại minh, bảy Phật pháp đăng quang, tám Phật thủ thắng diệm, chín hiệu thiên thắng tạng mười hiệu đại hống âm các đức phật như vậy ta đều thường cúng dường chưa được nhẫn thanh tịnh vào sâu biển các pháp.